Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên mạng tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với lại chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MCM Pharmacy. Và ngày hôm nay Mỹ Linh đang có mặt địa điểm số 4 của MCM Pharmacy, tọa lạc ngay trên đường Monsa góc với đường Edward. Nếu quý vị đi shopping ở Westminster Mall, quý vị có thể ghé đến đây luôn để nằm ở trước giường Beamer, và chỉ có địa điểm này có thôi, rất là đặc biệt. Và trong những show tới hoặc là thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý khán giả nhé. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mời quý vị tiếp tục cùng nói chuyện với là dược sĩ Tina Quách. Dạ hello chị. Chào Mỹ Linh, Tina xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình 57.3. Dạ, thưa chị, trong phần đầu của chương trình vẫn là câu chuyện đời sống, thì ngày hôm nay không biết là chị sẽ chia sẻ cho quý khán giả một câu nói hay nào mà chị đã sưu tầm được. Bữa nay Tina có câu nói hay này rất là ngắn. Tình cờ Tina tới chơi một nhà người bạn đó, thì họ thấy họ frame, họ bỏ cho cái câu nói này trong cái khung hình họ treo lên tường. Mình đọc mình thấy nó hay, có ý nghĩa, cho nên Tina chụp cái hình về nhà. Bây giờ mình đọc lại nha. Câu này bằng tiếng Anh nhưng mình dịch ra tiếng Việt. Tiếng Anh là think deeply, speak gently, love much, laugh often and be kind. Mình dịch ra tiếng Việt là mình phải suy nghĩ cho sâu sắc. Mình khi mình nói thì nói nhỏ nhẹ thôi. Yêu nhiều, cười hoài và lúc nào cũng nên tử tế. Rất là có ý nghĩa phải không? Cái này là năm cái câu ngắn gọn để khuyên cho cuộc sống của mình nên sống như thế nào thì tốt hơn. Dạ, nhưng mà cái đầu tiên là lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật là sâu sắc, lúc nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận, là cái câu nói là có ý, có rất là hay nè. Dạ, cái này, điều này rất là quan trọng. Dạ, có nhiều khi mình chưa kịp suy nghĩ cẩn thận mà mình đã phán đoán một cái điều gì đó, hay là mình đã action liền rồi, thì nó có nhiều khi dẫn đến những sai lầm không cần thiết, phải không chị? Cho nên mỗi ngày mình, Tina cũng đang suy nghĩ, mình đi kiếm một cái hình giống như vậy nè, mình về mình treo trong nhà mình, chỗ nào mình đi ra đi vô thiệt là nhiều đó. Để mỗi ngày mình tâm niệm, mình đọc xong mình tâm niệm mình phải sống như vậy. Thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là hạnh phúc, đúng không? Rồi, bây giờ thì đến với câu chuyện đời sống ngày hôm nay, thì vừa rồi đó chị đi một cái buổi conference, một buổi hội thảo, thì trong cái buổi đó hình như chị học được một cái điều gì đó thú vị lắm phải không? Đúng rồi. Mỗi năm tới khoảng tháng 6, tháng 7 là Tina đi cái hội thảo của Pharmacy đó. 4-5 ngày vậy đó. Thì mỗi một cái hội thảo như vậy nó có nhiều cái chương trình lắm. Thì một trong những cái chương trình mà Tina thích nhất là mình nghe người ta nói chuyện. Thì có 2-3 buổi nói chuyện như vậy đó. Thì có một buổi là người ta nói để mà người ta cổ động cái tinh thần của mình, rồi dạy cho mình cái cách nào để mà mình về nhà mình sửa đổi cái business của mình hay là bản thân của mình nó hay hơn. Kỳ này thì cái cô này có tên là Mel Robbins. Cổ viết một cái quyển sách, cổ tên cái cuốn sách là 5 Second Rule. 5 second là 5 giây, là cái luật 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Cái cuốn sách của cô rất là nổi tiếng. Trong vòng bao nhiêu năm đây thôi mà đã bán được hết rất là nhiều tiền và vòng quanh thế giới. Cổ thì đi nói chuyện tất cả mọi nơi ở trên khắp thế giới. Tina mình nghe cổ nói chuyện xong về nhà mình mua cái cuốn sách, mình bỏ trong cái phone của mình đọc, thì mình thấy nó hay vô cùng. Cũng giống như lần trước mình điểm sách, thì lần này bữa nay mình điểm lại cuốn sách 5 Second Rule này. Mình nói kệ, mình tóm tắt lại sơ sơ cho quý vị khán thính giả cùng nghe. Như vậy là cái quyển sách này là 5 Second Rule, nguyên tắc là cái luật 5 giây. Như vậy là chứng tỏ là cái 5 giây này rất là quan trọng và đòi hỏi mình phải action chỉ trong vòng 5 giây đó thôi, phải không chị? Như vậy thì mình có những cái nguyên tắc nào để mà mình học hỏi trong cái 5 giây này chị? Thì cái 5 giây này là cái cô này từ cái kinh nghiệm bản thân của cổ, cô Mel Robbins này nè. Thì hồi xưa cách đây mười mấy năm đó, thì lúc đó cổ đang trong cái tình trạng là rất là khó khăn. Cổ có struggle, hai cái business thì đang là bị xuống dễ sợ luôn, làm bị lỗ, thua lỗ. Vợ chồng thì cãi nhau bởi vì business làm không có được. Cổ uống rượu, cổ buồn quá cổ uống rượu, rồi cổ mất ngủ. Thì cổ coi như là trong cái tình trạng là có thể cổ nói cổ còn muốn đi chết đi nữa đó. Nhưng mà một ngày sáng, ngày nào đó cái cổ mới lúc mà cổ thức dậy đó, cổ mới nghĩ ra, cổ mới nghĩ ra tại sao mình không có đứng lên làm cái gì đó. Thì cổ trước đó cổ có coi một cái phim cartoon gì đó, thì họ cũng đếm là 5, 4, 3, 2, 1, đứng lên làm cái gì đó. Nhưng mà lúc đó không ai nghĩ ra là cái đó là cái rule, đúng không? Thì cổ coi xong cái cổ mới nghĩ tới cái đó, cái cổ mới đếm 5, 4, 3, 2, 1, cổ đứng dậy
ra khỏi giường ngủ của cổ, thì cổ nói cổ phải làm cái việc gì đó để mà cổ cải thiện cái đời sống. Thì sau đó cổ mới nói chuyện với chồng cổ, xong rồi cổ mới vươn lên. Thì từ đó là cổ được mời lên đài CNN nói chuyện này nọ. Thì cổ nghiệm lại, cổ thấy cái luật này nó quá đúng với không bản thân cổ mà tất cả mọi người. Thì đó là how cái quyển sách nó ra đời. Thì cái quyển sách đó, nó tóm tắt là có 3 lý do tại sao mà cái ý kiến là 5 giây này nó work. Thì thứ nhất á, là nó khuyến khích mình, tức như nó cho mình một cái sự can đảm. Từ khi mà mình tự đọc lên cho bản thân mình nói là 5, 4, 3, 2, 1 là tự nhiên trong cái người của mình energy nó lên, nó làm cho mình có một cái sức, đúng không? Một cái sức để mình nổi lên. Giống như là mọi người mà giống như mình cùng nhau, mình kéo một cái gì đó là phải có, mình phải có một người đếm rồi xong tất cả cùng kéo cho nó đều nhịp vậy đó. Đúng thì rồi. Là mình cũng sẽ làm vậy, đúng không? Thì đó nó cho mình cái energy, cái sự can đảm. Kích thích. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tạo cho mình một cái thời gian đúng, cái thời gian đúng lúc. Tại vì nếu mà không có ai đếm thì mình đâu có biết lúc nào là đúng lúc. Đúng rồi. Đúng không? Ví dụ giống như mình countdown New Year, ngày trước New Year mình countdown, mình cũng countdown 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 New Year hát Happy New Year, đúng không? Thì cái này cũng vậy, khi mình đếm tới số 1 đó thì mình biết là cái thời khắc tới rồi. Thời khắc đã tới đúng chính xác. Đó là cái ý nghĩa thứ nhì. Không ngờ là cái chuyện 5 giây này mình đã action dữ vậy đó. Như vậy là giống như là mình đếm được cho cái bản thân mình biết là đúng thời điểm rồi, và giống như nó push mình phải làm, tại vì đã đúng lúc rồi, có không chị? Mình không làm nó không được, tại mình đã đếm xong rồi, đúng không? Hay cái quá. Thứ ba là nó làm cho mình cái những trước khi mà mình đếm 5, 4, 3, 2, 1 đó là mình có thể mình bị stress nè, mình bị depressed nè, mình bị nhiều pressure nè, nhưng mà khi mà mình đã đếm được 5 cái số mình biết đúng lúc rồi thì nó override, tất nhiên là nó làm cho mình cảm thấy là mình sẵn sàng. Làm cho mình cảm thấy là mình sẵn sàng rồi. Mình sẵn sàng để mình làm hay việc. Hay quá. Thì những đó là những cái ba cái luật, ba cái rule đó là làm cho nó create cái, nó làm cho cái năm cái luật 5 giây đó nó work. Còn những cái bài học nào mà 5 second rule này nó khi mà mình đọc xong quyển sách này rồi đó thì mình học được những cái bài học như thế nào? Thì cái mình cũng nói lại, thứ nhất là bài học là nó làm cho mình có cái lòng dũng cảm để mình làm cái mình động lực sao? Động lực. Dạ. Okay. Thì cổ cũng có lấy những cái ví dụ này nọ trong lịch sử này nọ để cổ ra cổ minh họa cho cái bằng chứng của cổ. Rồi bài học thứ hai của nó là giống như là mình sẽ là stop waiting for the right time, tức là lúc nào mình cũng chờ, mình cũng nói chắc là chưa đến lúc đâu, mình chưa có làm được đâu, hay là giống như mình muốn là mình sẽ tập thể dục đi, mình nói trời hôm nay sao mình hơi oải quá, chắc là chưa được đó. Hôm nay trời lạnh quá, hoặc là trời âm u quá, hoặc là chắc hôm nay mình hơi cảm nó không có được đâu. Và cho nên mình khi mà mình đến cái giây mà cuối cùng rồi là nhất định mình phải action, là tại vì mình đã đúng right time rồi, mình không right còn wait cho nó nữa. Mình không cần phải wait nữa đó. Đếm 5 giây là xong. Đúng không? Hay ha. Quan trọng quá. Cái này nó work đó. Chị Tina cũng vậy, ở nhà mình đi bộ gì sáng mình phải đi. Có những bữa tự nhiên mình cảm thấy mình bị đau, tất nhiên là mình bị depressed, đâu phải bữa nào mình cũng vui đâu, đúng không? Có những bữa những cái chuyện mà nó xảy ra ngày trước đó, hay là chuyện gì bực mình nó làm cho mình tối mình ngủ không ngon, sáng nó tự nhiên mình cảm thấy mình không có muốn làm gì hết, mình không muốn ra khỏi giường, nhưng mà rồi cái mình nghĩ lại mình phải làm cái gì đó thì mình cũng 1, 2, 3. Thì hồi xưa thật ra mình cũng không có cái luật 5 giây mà mình có 1, 2, 3. Thì Việt Nam mình 1, 2, 3 đứng lên, đúng không? Đó, thì mình đứng lên mình bay ra khỏi giường là tự nhiên mình đi thay quần áo là mình làm được. Thì ai mà chưa làm được thử làm đi, nó đúng đó, đúng lắm đó. Cái này là mình phải cố gắng nha. Rồi tiếp theo nữa là cái lesson 3 mà cái quyển sách mà 5 second rule này đó, nó tạo cho mình là cái gì chị? Là nó nói là cái cảm giác của mình á, cái cảm giác của mình không muốn làm hay là muốn làm này nọ, nó chỉ là cho mình cái cảm giác thôi. Nhưng mà khi mà mình xài cái 5 second rule này, mình nói 5, 4, 3, 2, 1, mình đứng là mình làm đó, thì lúc đó là không có cảm giác nữa mà là action.
Dạ, ờ, dạ. Không có tức để là cho cái cảm mình giác của mình nó chi phối mình nữa. Lúc đó là mình sẽ không còn cảm giác là sợ hãi giống như ồ chắc mình làm không được đâu, hay là ồ mình đang bị bệnh quá, hay là ồ chắc thời tiết không đẹp đâu, hay là đúng. Cái gì đó không ủng hộ mình cái, là mình vượt qua được cái hết. Này là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái thần kinh của mình. Nó gọi là psychology, tâm lý của mình đó. Nó override, nó làm cho cái cảm giác của mình mất đi, không có cảm giác đó nữa. Mà phải bỏ đi cái cảm giác đó mình mới action được ha. Nếu không là mình sẽ suy nghĩ nhiều thứ lắm. Không ngờ là chị chỉ có 5 giây thôi mà làm được nhiều chuyện như vậy đó. Hay quá. Thì nếu mà mình muốn mua sách mình đọc, tại vì mình đọc mình mới thấm. Còn thí dụ giống như nhiều khi mình nói chuyện, mình điểm sách ở đây thì có một chút thời giờ thôi. Nhưng mà bản thân của mình nếu mình đọc được quyển sách đó thì mình sẽ thấm và mình sẽ nhớ rất là lâu. Thì sách này thì mình mua đâu cũng có, mình lên Amazon cũng có, mình Google cũng có. Hoặc là mình có phone, iPhone, mình có iTunes account đó. Thì mình vô trong iBook. iTunes nó có cái iBook ở trong, trong iPhone của mình, đúng không? Cái mình đánh 5 second rule, size nó hiện lên. Thì Tina hôm qua Tina mua 10 đồng ở trong iBook, thì nó nằm trong iBook của mình, nằm trong này. Khi nào mình Tina đọc cũng được nhiều rồi, nhưng mà khi nào mình buồn hay là mình đi lên máy bay mình bị boring, mình này nọ, mình mở ra mình lôi ra. Hay là tối nhiều khi mình muốn đọc chút xíu để cho buồn ngủ thì mình cũng lôi ra mình đọc. Mình đọc 10 trang xong mình đi ngủ, nhưng mà nó cũng thấm lắm. Thì Tina khuyến khích nếu mà quý vị nào mà có đọc được tiếng Anh đó, thì không biết tiếng Việt thì Tina chưa có chắc không biết, nhưng mà nếu đọc được tiếng Anh thì nên mua quyển sách này rồi đọc. Đây là quyển sách quy tắc 5 giây, cũng hay lắm. Cho nên nó rất là giống như nó motivate mình nhiều. Mình sẽ cố gắng để mình push, mình phải làm một cái gì đó. Những điều mà mình sợ hãi, mình chưa có dám đối đầu để mà mình làm, thì thôi, mình cố gắng mình đếm để mà bắt đầu mình làm động lực cho mình để mình làm. Và không ngờ là 5 giây đó mình nó hữu hiệu như vậy ha. Có cái này nó cũng hay lắm nè. Mà này là cổ giảng thêm lúc mà Tina nghe thôi. Là cổ nói là những người mà ưa có đợi tới nước tới chân mới nhảy, không chịu làm đó, thì tại vì sao? Tại vì không phải họ lười biếng, mà tại vì họ bị những cái công việc nó stress, nó khó khăn, nó có obstacle này nọ, thì họ mới delay, họ mới để dành tới the last minute họ làm đó. Thì the last minute nhiều khi họ cũng bị stress, khi mà họ xài cái 5 second rule này, 5, 4, 3, 2, 1 họ làm, thì họ sẽ làm được những cái việc mà the last minute một cách coi như là ngon lành. Hay quá. Và kính thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống.